đá chưa? Đang đá này. Đã đá đâu, các ông đội 2-3 chưa đá mà. Không, tung tin đồn nhảm này, ban giờ. Được cây bia của thằng. Cũng đang định 11 rưỡi. Anh em đang định đáp clan này. Từ từ anh em, đợi chút đây mình check check thằng này ạ. Đáp on Pekka. Ủa. Bình tĩnh bạn ơi, mình đang check đánh đích bạn đã, từ từ. Aria Array. Ôi giời, đếch đếch đếch. Hawk Cycle với lại Fire Fury anh em ạ. Thua. Hawk Cycle mà đánh với lại có Fire Fury thì đúng là sấp mặt. Xin lậu đá bóng cho anh em, các bạn muốn ngày mai không thấy các bạn à. Chung cư IA 20 á, view sông Hồng các bạn. Đó, nhưng mà tại vì là vợ tôi làm ở chỗ chỗ khu gần này. Nên là cũng khó. Ôi, hot 2.6 này anh em ơi, cứu. Cứu. 2-4 đi. Khoai thật sự, thua anh em ô. Theo cuối cùng, nó còn con IC Golem không ta. Thằng này chơi cũng khai khoa đấy. Tên này mình không thể đẩy win rớt được. Đúng gặp trận ca khó đẻ. Thua. Ôi trời ơi, tại gõ thế này chết con tôi à. Why not BM? Why not? Ui. Balloon Fizzy. Balloon Fizzy. How to win? Ui, Balloon Fizzy.
Get a bad matchup for me. Salut. The last guy of Ifor, Fizzy and what the hell, why is... Heaven of Fargoon! Fuck off, Fargoon! What the hell? Time to say who's him. Zion Duck Finn. A Zion Wick, Arrow Fireball, Duck Friend, Fisherman, Great Job, and Infernal Dragon. Okay. I know you. I know you. Good game. Oh, Duck Friends, let me activate King Tower right now. Please drop Duck Friend only. Juice!
Zeus. Come on, I lost so much damage. I lost SP on the right laps. You'll have much up. Mai nữa. Xin nữa. Ui 7-9 ạ. Ui minor test. Không phải, đây là minor. Thằng này mới đổi deck. Thằng này mới đổi deck em ạ. Ok, spear, mega minions. Trial Diablo. Ok. Anything else? Good night. Okay. Real. Ủa ôi, vừa Royal Diablo lại còn lót đấy anh em. Đánh chết giáo được.
Tesla này, Tesla với lại Poison. Thằng má thằng này đồ deck. Ôi, thằng này đồ deck thì mình đánh được kiểu đồ deck thôi. Panky là con ít. Mình phải cố gắng active được King Tower bằng cái con. Con này. Khó đánh vậy rồi. Chuyên hấp diêm hóc mà. Nó không phải hấp diêm mà lại còn hấp diêm tập thể nữa cơ. Không hấp diêm thường mà lại hấp diêm tập thể nữa cơ. Đó thua rồi. Cái này khoan lắm. Đã quăng được Goblin Barrels. This. Ai, congrats. À quên, sorry. Good game, guys. Thanks for watching today. How to win? Anyone tell me how to win? Khó này, không bình thế nhở? Đeo được tí nữa. Giờ thì đã quá trễ để yêu mình anh. Giờ này thì đã quá trễ để chơi một người. Ôi giời ơi, cắm hai cái Tesla đấy thì vào thì đéo là được. Mày bị điên à? Lim 96 à? Lim 95. Ok, I check I. What the hell deck? What the hell deck? What the hell deck? I can't believe it, you see this deck? Look at this! Look at this! Look at this! Nah, I lost. Okay.
No, no. It's not meta deck. It's not meta deck. You can't believe it. You can't believe it. What is deck? The last guy is that. The last guy is that. Emerald noob. Everyone noob. Hi, Atrophy. Hi, Atrophy. Level. Chắc tầng cuối anh. Tầng cuối tầng gà mà. Ui. Ôi, 7k6. What the fuck this guy? Hey guy, thank you for watching guy. I'm very happy. And look at this. My main account. My main account. Main account and media account. Media account. Oh, thank you, guys. Thank you, guys. Thank you for watching. Thank you for